Thưa quý vị, trong bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ 17 diễn ra sáng hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, với vị trí là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, Hà Nội luôn luôn phải giải quyết một khối lượng công việc lớn và khó, nhiều việc chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để có được những kết quả ấn tượng. Câu chuyện đổi thay của vùng ngoại ô từ phong trào xây dựng nông thôn mới là một ví dụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Cuộc sống, sinh hoạt của người dân vẫn gắn liền với ao làng. Nhưng đường làng ngõ xóm ở thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng thì không còn như trước nữa, vì đường đã có hoa, còn nhà thì có số. Năm nay đã hơn 70 tuổi, chứng kiến những đổi thay từng ngày, người đàn ông này đã không giấu được sự tự hào. Mới ngày nào đó mà đã đẹp rồi, hôm nay lại thay đổi rất là đẹp, mà đường xá rất là khang trang. Người dân cảm nhận được và vẫn thường hay nói với nhau rằng quá trình người dân cũng như cấp ủy chính quyền và nhân dân Song Phượng đã thực hiện thì đã tạo lên một miền quê đáng sống. Cả một vùng nông thôn ở huyện Đan Phượng giờ đây đã thay đổi rõ rệt với những ngôi nhà cao tầng khang trang, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. 7 trên 15 xã không còn hộ nghèo. Công cụ sản xuất của người nông dân không chỉ đơn thuần là con trâu, cái cày, mà người dân đã biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đem lại năng suất cao. Hiện bây giờ là rau của tôi ra thị trường là vẫn cứ không đủ bán. Tôi cũng không đưa được vào siêu thị lớn nhiều bởi vì là tôi cung cấp cho 16 trường mẫu giáo trong huyện Đan Phượng. Ở trên huyện thì họ cũng hỗ trợ tôi được cái nhà lạnh rồi đường đi rồi hệ thống tưới cũng giúp đỡ tôi rất là nhiều. Thế mà về làm các cái sản phẩm như là an toàn các thứ là ở trên các bác cũng giúp đỡ nhiều cho nên là tôi làm cũng rất là thuận. Ban đầu thì đầu tư có 500 triệu thôi, hiện bây giờ tôi đầu tư đến hơn 6 tỷ rồi. Sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, thành phố đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 325 trên tổng số 386 xã, chiếm 84,2% được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có sự chuyển biến rất là tích cực, từ phát triển kinh tế, có sự tăng trưởng khá, rồi liên quan đến văn hóa xã hội thì được đảm bảo và tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của huyện và an ninh quốc phòng thì tiếp tục được giữ vững. Một trong những cái thành tựu của chúng ta là kết quả xây dựng nông thôn mới. Mà xây dựng nông thôn mới chúng ta có được kết quả như vậy là chúng ta đóng góp được xây dựng, nâng cao cái chất lượng đời sống của người dân, đặc biệt là vùng nông thôn. Làm sao cái khoảng cách giàu nghèo nó ngày một ngắn lại và những thành tựu, những cái kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy và điều hành của chính quyền, cái đích cuối cùng đem lại là cái cuộc sống hạnh phúc của nhân dân và người dân phải được hưởng thụ. Thì thưa các đồng chí là trong nhiệm kỳ này một trong chỉ tiêu chúng ta đã thực hiện và có kết quả rất tốt là chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo. Bây giờ hầu hết các quận chúng ta hiện nay là không còn hộ nghèo đa chiều nữa. Trong nhiều nhiệm vụ nặng nề của Đảng bộ thành phố thì trong nhiệm kỳ tới phải hoàn thành được chỉ tiêu có 100% huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Đó là việc không hề dễ dàng, đòi hỏi Đảng bộ thành phố phải thực hiện quyết liệt như đã từng làm các việc lớn và khó, nhiều việc chưa có tiền lệ khác. Trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, trả lời cho các cơ quan báo chí, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, trong giai đoạn mới Hà Nội sẽ đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, tạo đột phá với sự ưu tiên hiện đại hóa bằng việc phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Nội dung này cũng được thể hiện bằng chương trình hành động khi xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xây dựng thành một nghị quyết chuyên đề. Đây là mô hình thành phố thông minh được liên danh BRG và tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản thực hiện theo quy hoạch hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài.
Với tổng vốn đầu tư 4 tỷ 113 triệu đô la Mỹ, đây là dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, nhằm hiện thực hóa mục tiêu thành phố thông minh với việc ứng dụng công nghệ cao từ quản trị đến vận hành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Thành phố thông minh sẽ là trung tâm kinh tế mới của Hà Nội, thu hút các nhà đầu tư và du khách. Theo kế hoạch trung hạn của chúng tôi, cơ sở hạ tầng xã hội được chúng tôi xem là một trong những lĩnh vực tăng trưởng và dự định sẽ tăng cường tập trung vào các dự án phát triển đô thị và thành phố thông minh. Để phát triển khoa học công nghệ, trong quy hoạch chung của thủ đô được Thủ tướng ban hành năm 2008 đã xác định Hòa Lạc là khu công nghệ cao của Hà Nội, là nơi tập trung trí tuệ và công nghệ tiên tiến, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ cao của cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế, đô thị này vẫn cần nhiều hơn nữa những chính sách hấp dẫn các nhà đầu tư để tạo ra những sản phẩm công nghệ với hàm lượng chất xám cao. Hoạt động tại đây, doanh nghiệp được ưu đãi thuế, giá thuê đất. Hiện doanh nghiệp thu hút trên 350 lao động. Các chuyên gia đa phần đều di chuyển từ trung tâm Hà Nội lên đây. Nếu các hạ tầng xã hội khác được hoàn thiện hoàn toàn, có thể thu hút công nhân và người lao động định cư tại khu vực này. Hoạt động tại đây đã hơn 5 năm, số lượng cán bộ công nhân viên. Ban đầu chỉ vài trăm, nhưng hiện tại con số tại hai làng của công ty phần mềm FPT, FPT Software đang là trên 3.500 người. Dự kiến thời gian tới, công ty sẽ đầu tư thêm làng phần mềm thứ ba với quy mô 7.000 lập trình viên tại đây. Nhưng để có thể an cư, họ cũng mong muốn chính quyền thủ đô trong nhiệm kỳ tới cần quan tâm hơn nữa tới hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Hệ thống trường, những điện đường, trường trạm, những cái mà để đảm bảo là cán bộ công nhân viên có thể ở lại làm việc lâu dài, thuận tiện, bớt chi phí cho doanh nghiệp thì nó vẫn còn đang rất là hạn chế. Như lời tân chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh phát biểu, để phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì thủ đô phải lấy doanh nghiệp là chủ thể sáng tạo. Song các chủ thể sáng tạo cũng mong muốn khi nội dung này trở thành nghị quyết chuyên đề thì cần đưa mục tiêu trở thành hiện thực bằng những chính sách cụ thể. Hà Nội đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ thì tôi nghĩ rằng Hà Nội cần có nhiều các cái chuyên đề và có nhiều giải pháp để động viên khuyến khích tất cả những cái doanh nghiệp mà áp dụng công nghệ và khoa học sáng tạo. Khi mà nhà đầu tư khu thông minh đây thì cũng sẽ được hưởng những cái cơ chế chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định luật. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài tư để sớm có cái trao đổi hướng dẫn cụ thể về cơ chế chính sách. Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy Hà Nội cũng đặt ra quyết tâm trở thành đầu tàu của cả nước trong việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng sẽ tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố, dẫn đầu cả nước vào năm 2025, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2035 và thuộc nhóm dẫn đầu châu Á vào năm 2045. Trong đó sẽ hỗ trợ phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo. Để thực hiện thành công những nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, thì yếu tố quan trọng nhất vẫn phải là làm sao lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo, hội tụ các yếu tố để hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng Bộ Hà Nội đề ra. Kinh nghiệm từ những sai phạm dẫn đến Bí thư và Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của thành phố Hà Nội đã bị Bộ Chính trị thay thế khi nhiệm kỳ chưa kết thúc, cho thấy công tác này càng quan trọng hơn bao giờ hết. Vâng, tại Đại hội Đảng Bộ thành phố Hà Nội sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, để phát triển Hà Nội có tầm nhìn xa hơn thì rất cần những cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, chính quyền thủ đô có bản lĩnh, biết lắng nghe nhân dân để thực hiện mục tiêu phát triển Hà Nội tương xứng với tiềm năng và tầm vóc là trái tim của cả nước. Đầu tháng 2 2020, Bộ Chính trị đã phân công ông Vương Đình Huệ thay ông Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Hoàng Trung Hải bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo do những sai phạm thời làm Phó Thủ tướng. Cuối tháng 8 vừa qua, ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Hà Nội đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra do liên quan đến nhiều vụ án. Bộ Chính trị đã phân công ông Chu Ngọc Anh về Hà Nội và được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu làm Chủ tịch Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá, việc Hà Nội lần đầu tiên có bí thư, chủ tịch có sai phạm để Bộ Chính trị phải thay bằng cán bộ khác là điều đáng tiếc, nhưng cũng cho thấy sự quyết liệt của Đảng trong công tác cán bộ. Riêng đồng chí chủ tịch cũng là điều đáng tiếc, bởi vì đây là một cái cán bộ trẻ mà được đào tạo rèn luyện rất là, bởi vì 37 tuổi đã là anh hùng lực lượng vũ trang và thiếu tướng cũng là cái thiếu tướng trẻ nhất lúc đó.
ở một cái vị trí nhất định, có quyền lực nhất định, thì nếu không tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu nữa thì có thể lại vi phạm. Trên cương vị mới, đặc biệt trong cơ thể thị trường, đấy, trong những giây phút giữa cái tốt và cái xấu ấy bị sa ngã, và đồng thời là không đặt cái quyền lợi đấy, của Đảng, không đặt quyền lợi của thành phố, của tập thể lên trên, mà đặt những quyền lợi cá nhân của mình. Thì trong những phút sa ngã như vậy, tôi cho rằng đấy là cái bài học rất lớn đối với thế hệ trẻ. Đúng 10 hôm trước, ông Trung Ngọc Anh đã có lời hứa trước các thành viên chính phủ sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu làm Chủ tịch Hà Nội. Kỳ này thì cũng giao một cái vinh dự và trọng trách, lưng bắt đầu hơi cúi, bởi vì nó rất lớn lao rồi đã. Đấy, đó là Chủ tịch của thủ đô. Và chúng tôi nhận thức được cái ý thức sâu sắc này từ cái niềm tin của Đảng, Nhà nước, đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội để có thể từng bước đưa Hà Nội phát triển toàn diện và bền vững. Giáo sư Nguyễn Đình Đức cũng cho rằng Hà Nội là một địa bàn rất đặc biệt, nơi tập hợp của nhiều trí thức, trình độ dân trí cao hơn so với nhiều nơi. Nên người lãnh đạo Đảng, chính quyền thủ đô chắc chắn gặp nhiều áp lực lớn. Để cán bộ của chúng ta đấy, có thể là vượt qua được những cái cám dỗ, những cái thách thức đấy, thì trước hết công tác bổ nhiệm, sử dụng, luân chuyển cán bộ, tôi cho rằng phải công khai minh bạch. Và bên cạnh cái sự giám sát phải dựa vào nhân dân, để cùng với nhân dân chúng ta quản lý, phát hiện tài năng, đồng thời cũng như là phát hiện sai sót trong cán bộ. Khi mà đã đạt được một cái vị trí nhất định, được Đảng, Nhà nước phân công và giao nhiệm vụ, thì mình phải tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu tiếp tục không ngừng. Và lấy cái mục tiêu của Đảng cũng như là phục vụ nhân dân vì cái sự phát triển của đất nước của chúng ta nên mục tiêu hàng đầu. Nếu không thì cứ gắn cái lợi ích cá nhân mà vì lợi ích cá nhân thì rõ ràng là sẽ xảy ra những cái hiện tượng như vậy. Thủ đô Hà Nội đã đặt ra nhiều nhiệm vụ lớn trong phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm và nhiều năm tới. Sau một nhiệm kỳ đầy biến động về lãnh đạo chủ chốt, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 được nhân dân thủ đô kỳ vọng là sẽ rút ra những bài học sâu sắc để lựa chọn được những cán bộ có tài, có đức, thực sự bản lĩnh để dẫn dắt Hà Nội phát triển, xứng đáng với tiềm năng và tầm vóc.